Đức Tổng Giám Mục Philip Phê Nguyễn Kim Điền, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1921, tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vân, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Ngày 21 tháng 9 năm 1947, Ngài được phong chức Linh Mục. Năm 1949, Ngài đã được giao chức vụ giám đốc chủng viện. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Do An 23, bổ nhiệm Ngài làm giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Cần Thơ ngày 30 tháng 9 năm 1964, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Kim Điền làm giám quản tông tòa tổng giáo phần Huế và thăng hàm tổng giám mục cho Ngài. Ngày 11 tháng 3 năm 1968, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phần Huế. Ngày 8 tháng 6 năm 1988, Ngài qua đời tại Bệnh viện Chờ Rậy thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 67 tuổi, với 41 năm lên mục và 25 năm giám mục. Thi hài cổ tổng giám mục Nguyễn Kim Điền được chuyển về an táng tại nhà thờ Chỉnh tòa phủ Cam Huế.